Hoa Vũ Trung Nguyên có truyền nhân là một bộ trưởng. Năm ngoái, Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch Việt Nam đề xuất chính phủ chi tới 350.000 tỷ đồng, tương đương với 14,5 tỷ đô la Mỹ, cho mục tiêu chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn 2025-2035. Dự án này đã khiến cho xã hội tranh luận dữ dội. Nguyên nhân là bởi người dân không tin chính quyền của Đảng có thể chấn hưng được điều gì. Việc chi ra một số tiền khổng lồ để mà chấn hưng văn hóa có nghĩa là chính quyền của Đảng Cộng sản đã gián tiếp thừa nhận văn hóa Việt Nam đã xuống cấp, suy đồi. Mà nói đến văn hóa, không thể không nhắc đến đạo đức. Có thể nói văn hóa và đạo đức như hình với bóng, hay là hai mặt của một đồng tiền vậy. Chiến lược của ông Bộ trưởng Bộ Hoàng Tưởng. Nguyên nhân chính của việc xuống cấp văn hóa, suy đồi đạo đức là do bàn tay cai trị của Đảng. Bởi cách cai trị của Đảng luôn hướng người dân đến con đường bất chính. Trong đó, luật pháp không nghiêm là nguyên nhân chính khiến cho xã hội mất niềm tin và cái ác sinh sôi nảy nở. Nói đầu xa, cứ nhìn gương công an, gương quan chức thì thấy xã hội này không thể nào tốt lên cho được. Giáo dục cũng là một nguyên nhân quan trọng góp phần vào việc xuống cấp đạo đức và từ đó văn hóa xã hội cũng không thể tốt đẹp được hơn. Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự tính đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa như trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện. Cấp huyện và cấp xã có trung tâm văn hóa thể thao, 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ tôn tạo. Có ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được thụ hưởng, tham gia các hoạt động văn hóa. Như vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ chú tâm đến phần vật chất, còn phần con người thì không thấy nhắc đến. Lập ra dự án chấn hưng văn hóa mà bỏ đi phần con người thì chắc chắn việc chấn hưng này sẽ thất bại và số tiền 350.000 tỷ đồng đó sẽ đi về đâu thì ắt hẳn là không khó đoán. Mới đây, ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trả lời phỏng vấn một tờ báo trong nước về giải pháp thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam. Ông nói Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á. Dự án này cũng tương tự như dự án kiếm 1.000 tỷ đô la của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nó chỉ thể hiện là bệnh hoang tưởng của một ông lãnh đạo, chứ chẳng nói lên được điều gì khác. Nếu thực hiện chắc chắn thất bại, tiền thuế của dân lại bị đốt một cách lãng phí, nhưng chẳng mang lại kết quả gì. Bộ trưởng Bộ Văn hóa đến mức chiếc thảm đỏ của mời khách quốc tế, ông cũng dẫm lên, đi nghênh ngang ở giữa và đẩy khách ra rìa. Con người và xã hội Việt Nam có thể nói là kém văn minh nhất khu vực. Rất nhiều người Việt Nam tham lam, lừa lọc, trộm cắp, thiếu sự tử tế, khiến xã hội vô cùng bất an. Người Việt Nam ra nước ngoài bị khinh bỉ, một xã hội như vậy làm sao có thể trở thành trung tâm công nghiệp, văn hóa Đông Nam Á. Ngay bản thân ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhiều lần thể hiện cái văn hóa lùn của ông, đặc biệt là lần ông chiếm thảm đỏ khi đón tiếp Thủ tướng Malaysia. Với người đứng đầu Bộ Văn hóa như thế thì không biết ông làm sao để chấn hưng văn hóa cho được. Cái hoang tưởng của Nguyễn Văn Hùng trong đó có sự giàn trá, bởi khi ông đưa ra một mục tiêu hoang tưởng đi kèm với nó là một dự án lớn rút ruột ngân sách thì đủ hiểu những toan tính của ông trong đó là gì. Chỉ cần ăn một phần nhỏ trong số tiền ấy thì cũng đủ cho cả dòng họ của các quan văn hóa ăn nhiều đời không hết. Và đương nhiên họ sẽ không ăn phần nhỏ mà luôn chọn phần lớn để ăn. Những quan chức không có năng lực nhưng muốn thể hiện thường cố làm những điều to lớn để mà gây tiếng vang. Những lãnh đạo như ông Hùng là dạng sâu mọt của dân. Nếu để ông thực hiện chính sách này thì tiền thuế của dân, tức là tài sản của nhân dân sẽ bị đem đi đốt một cách vô ích mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Hoa Vũ Trung Nguyên có truyền nhân là một bộ trưởng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Hành dân bộ ông Tô moi ngàn tỷ, Thủ tướng phải có trách nhiệm. Từ năm 1999 cho đến nay, Bộ Công an đã có 5 lần thay đổi cái căn cước. Vào năm 1999, số chứng minh nhân dân quy định 9 chữ số, đến năm 2012 đổi thành 12 chữ số. Năm 2016 lại ra luật căn cước công dân, xóa bỏ thẻ cũ mang tên chứng minh nhân dân và cấp lại thẻ với tên gọi mới là thẻ căn cước công dân. Sau 2 năm thực hiện, luật căn cước công dân mới lòi ra rất nhiều bất cập. Vậy là đến tháng 10 năm 2018, Tô Lâm lại cho sửa đổi một số thông tin trên mặt sau của thẻ căn cước, mà đã sửa thông tin thì cũng là hành dân phải đổi thẻ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ Công an cho đổi thẻ căn cước công dân thường sang thẻ căn cước công dân gắn chip. Được biết đến tháng 7 năm 2021 đã cấp được tới 50 triệu thẻ. Trước đó, từ năm 2016 cho đến năm 2020, hơn 16 triệu thẻ căn cước công dân có mã vạch đã được cấp. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, Bộ Công an lại đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Cái tên thẻ căn cước chính là tên gọi của ID dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi lần đổi thẻ, Bộ Công an đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc của cả lực lượng công an tham gia làm thẻ và cả của người dân. Đây chính là tiền của nhân dân cả nước. Những dự án đổi thẻ khác không rõ kinh phí bao nhiêu, nhưng chỉ riêng dự án căn cước công dân gắn chip vào năm 2020, ngân sách đã phải chi ra tới 2.800 tỷ đồng. Đến năm 2022, bổ sung thêm 1.141 tỷ đồng. Ai cũng biết, có dự án là sẽ có xà xẻo, càng nhiều dự án, quan tham càng đầy túi. Ông Tô Lâm đang vẽ ra những chính sách hành dân và bào mòn ngân sách quốc gia. Vào năm 2023, tổng bội thu ngân sách của nhà nước lên đến 16,4 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này rồi đảng và nhà nước cũng sẽ nghĩ ra đủ cách để mà móc túi dân bù vào. Nếu các bộ ban ngành biết tiết kiệm ngân sách thì số tiền chi cho những dự án vô bổ như thế sẽ không được phê duyệt. Để những khoản ấy chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng hay dùng để nâng cấp phúc lợi cho dân như trợ giá cho y tế, trợ giá cho giáo dục thì sẽ có tích ích hơn rất nhiều cho đất nước. Bộ Công an hiện nay như là một nhóm kiêu binh vậy, vì họ là công cụ để đảng trấn áp trên 100 triệu người dân của cả nước, nên rất được đảng nuông chiều. Bộ này muốn vẽ ra dự án gì cũng được chấp nhận. Ngoài số tiền trên 100.000 tỷ đồng ngân sách cấp cho bộ này, thì họ còn bày vẽ ra những dự án hành dân để tiếp tục moi tiền ngân sách. Hiện nay, Bộ Công an là bộ ngốn tiền ngân sách trung ương, đứng thứ nhì chỉ sau có Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục chỉ được nhận phần ngân sách còm cõi. Bộ Y tế nhận được ngân sách chỉ bằng 1 phần 16 của Bộ Công an, còn Bộ Giáo dục thì nhận được ngân sách cũng chỉ bằng 1 phần 15 của Bộ Công an. Nó thật nhỏ nhoi. Chỉ riêng dự án làm thẻ căn cước công dân gắn chip đã chiếm được một nửa ngân sách cho Bộ Y tế rồi. Thật là quá lãng phí. Nếu ở các nước dân chủ, những khoản chi không thỏa đáng như vậy sẽ bị Quốc hội chặn lại ngay. Còn ở Việt Nam, cứ Bộ Công an đưa lên là được duyệt chi, mà không hề có sự giám sát, không ai ngăn cản những khoản chi lãng phí đó. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là quản lý chính phủ nhưng không quản lý được các chính sách vô bổ nhằm mục đích gặm nhắm tiền ngân sách nhà nước của Bộ Công an. Năm nào chính phủ cũng bội chi ngân sách nhưng chưa năm nào chính phủ họp bàn về việc cắt giảm các khoản chi không hiệu quả. Mà ngược lại, họ tìm cách thu sao cho đủ để mà bổ chi. Việc thâm hụt ngân sách sẽ kéo theo hệ quả là người dân bị đánh thuế thêm để bù vào phần thiếu hụt đó. Có thể chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không tăng thuế ngay mà họ cứ đi vay nợ để bù chi, rồi sau đó mới từ từ tăng thuế. Hoặc cũng có thể chính phủ cho in tiền trước rồi chờ bù bội chi, mà in tiền thì dẫn tới lạm phát, đó cũng là một cách nhà nước đánh thuế dân, nhưng đó là thứ thuế vô hình, người dân khó nhìn thấy ngay được. Để cho các bộ thay nhau ra những chính sách vô ích, tốn tiền ngân sách, tốn tiền dân,
và tốn thời gian công sức. Nếu chỉ nhằm vào mục đích cậy tiền ngân sách thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phải chịu trách nhiệm. Tiền dân đóng và để cho chính phủ phung phí theo cách như thế thì làm sao đất nước này còn cơ hội mà phát triển? Và thực tế đang chứng minh điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hành dân bộ của ông Tô moi ngàn tỷ, Thủ tướng cũng phải có trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de